Kính chào quý phụ huynh, các bạn, các con học sinh. Hôm nay cô sẽ hướng dẫn chúng ta tiếp tục quyển sách Bé tập đánh vần tiếng Việt. Đây là quyển sách để các con bước vào lớp 1 biết đánh vần và đọc thông thạo các chữ cái, cũng như tập đánh vần và luyện đọc thật là trôi chảy. Bây giờ cô mời các con vào bài học. Hôm nay ta sẽ học chữ G. 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 Các con cùng cô đọc lớn lên. G. 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 G ghép được với chữ nào và không ghép được với chữ nào? Bây giờ các con ơi, các con hãy chú ý lắng nghe nhé. G. Ghép được với E, E và Y. Duy nhất G chỉ ghép được với E, E và Y. Các con lưu ý ở điểm này giúp cô nha. Cô xin nhắc lại, G ghép được với E, E, cuối cùng là Y. Chúng ta cùng đọc. G, E, G, sắc ghế. G, E, G, sắc ghế. Ghế. Đây là hình ảnh cái ghế. Bây giờ cô sẽ đọc, và đầu tiên cô đọc, cô sẽ đọc chậm. Sau đó cô sẽ đọc nhanh hơn để các con nắm nha. G, E, G, E, G, G. Cô sẽ đọc lại. G, E, G, E, G, G. G, E, G, E, G, G. G, I, G, I, G, G. Đây là cái cách đọc chậm. Tiếp theo cô sẽ chuyển sang cái phần bỏ dấu. Trước tiên màu cam là dấu sắc, cái đó là dấu huyền, dấu hỏi, dấu ngã và dấu nặng. G, E, G, E, G, G. G, E, G, sắc ghé. G, E, G, huyền ghè. G, E, G, hỏi ghẻ. G, E, G, ngã ghẻ. G, E, G, nặng ghẻ. Và để ghép vần đọc lại với nhau thì bắt buộc các con phải thuộc được bảng chữ cái, các con mới ghép lại được với nhau. Cô đọc tiếp. G, E, G, E, G, 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 E, G, sắc ghế. G, E, G, huyền ghề. G, E, G, hỏi ghế. G, E, G, ngã ghế. G, E, G, nặng ghế. G, I, G, I, ghi. Ghi. G, I, ghi, sắc ghi. G, I, ghi, huyền ghi. G, I, ghi, hỏi ghi. G, I, ghi, ngã ghi. G, I, ghi, nặng ghi. Đây là cái cách đọc. Cô đọc chậm cho các con có thể đọc theo và các con có thể nắm được vững các mặt chữ với nhau. Bây giờ cô sẽ chuyển sang cái phần đọc hơi nhanh. G, E, G, E, G, G, G sắc ghé, G huyền ghè, G hỏi ghẻ, G ngã ghẻ, và cuối cùng là G nặng ghẻ.
G-E-G, ghê, ghê sắc ghế, ghê huyền ghê, ghê hỏi ghệ, ghê ngã ghệ và ghê nặng ghệ. G-I, G-I ghi, ghi, ghi sắc ghi, ghi huyền ghi, ghi hỏi ghệ, ghi ngã ghệ và cuối cùng là ghi nặng ghệ. Cô xin nhắc lại chữ G. G chỉ ghép được với E, E và Y. Phụ huynh thân mến, cái bài học chữ G ngày hôm nay đó, trang 21, phụ huynh chỉ cần cho con mình đọc qua khoảng 2 đến 3 lần là các con có thể tự nhìn và đọc được rồi. Nếu các con chậm hơn thì các con có thể đọc thêm một lần nữa thôi. Bản thân các con sẽ đọc được ghê, ghế, ghề, ghệ. Phụ huynh yên tâm nha. Và biết và muốn biết được các con nhanh, chậm hay các con đọc và hiểu tới đâu thì chúng ta có thể hỏi các con như thế này. G, đây là G-E-G sắc ghé. Nhưng mình không hỏi những cái chữ kế bên, mình sẽ chuyển sang hỏi cái chữ màu vàng này, đây là gì? Hay là gợi ghê sắc ghế, mà mình sẽ chuyển sang hỏi màu vàng này là chữ gì? Tránh trường hợp các con học vẹt. Thì cái bài học của cô ngày hôm nay đã kết thúc rồi. Các con ơi, nhớ nhấn nút đăng ký để nhận được những cái bài học mới nhất từ cô. Cuối cùng thì tạm biệt và hẹn gặp lại các con vào những cái bài học lần sau.